2 giờ rạng sáng ngày mai, Manchester United đối mặt với thử thách cực đại mang tên Liverpool trên sân khách. Vào thời điểm hiện tại, đương nhiên Quỷ Đỏ sẽ là đội cửa dưới và nhiệm vụ rời khỏi thánh địa Anfield với ít nhất 1 điểm có vẻ là rất khó khăn. Tuy nhiên, với mục tiêu sống còn là nằm trong top dự cúp châu Âu, Man United không còn đường lùi và họ sẽ phải bằng mọi giá giành điểm trước Lữ đoàn Đỏ. Về phía Liverpool, họ đang có phong độ hủy diệt và vừa có chiến thắng trước Man City làm bàn đạp chuẩn bị cho trận derby nước Anh. Tuy được đánh giá là đội cửa trên, nhưng dù sao thì Man United vẫn là đội bóng lớn và điều bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra nếu đội bóng vùng Merseyside khinh suất. Như thường lệ, quý vị hãy cùng với Random Football lắng nghe chia sẻ của huấn luyện viên đôi bên trước thềm trận đại chiến. Chúng tôi có nghe về vụ việc của Bruno Fernandes lúc sáng, có vẻ như mọi thứ không quá nghiêm trọng. Hiện tại anh ấy như thế nào và liệu có thể ra sân vào ngày mai không? Có, cậu ấy vẫn tập luyện cùng toàn đội. Tai nạn diễn ra trên đường Bruno tới Carrington và theo tôi được biết thì không có ai bị thương. Cậu ấy vẫn ổn nên ngày mai Fernandes cũng sẽ có mặt. Rafael Varane đã tập luyện chưa và tình hình lực lượng hiện tại ra sao? Trước đó ông miêu tả nhân sự đội bóng đang khá sứt mẻ. Rafael hôm nay đã có mặt tại sân tập cùng một huấn luyện viên phục hồi thể chất, còn với các ca chấn thương và vắng mặt khác sẽ không có biến chuyển gì mới. Ông từng nhắc tới vai trò của mình trong quá trình phát triển và tuyển mộ một số cầu thủ của Liverpool. Ông cũng có đề cập tới tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình trong việc tuyển chọn cầu thủ. Vậy hiện tại ông có cần tham gia sâu vào công tác tuyển trạch như hồi trước để có thể đảm bảo tiến trình phát triển của cầu thủ không? Tôi chưa bao giờ đề cập tầm ảnh hưởng của tôi đến đâu lên các cầu thủ Liverpool. Nhưng có 6 cầu thủ của họ đã từng là cựu cầu thủ của Schalke, Hoffenheim, Salzburg và Leipzig. Đó là một con số khá lớn, dù rằng những cầu thủ đó không hề có tiếng tăm khi chúng tôi ký hợp đồng với họ và cho họ ra mắt. Tôi nghĩ các cầu thủ đó cập bến Liverpool là do sự tương đồng trong ý tưởng làm bóng đá. Tôi và Jürgen đã biết nhau rất lâu và tôi hiểu rõ cách ông ấy muốn chơi bóng. Việc có tới 6 cầu thủ của Liverpool từng thi đấu cho các câu lạc bộ cũ của tôi rõ ràng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Jürgen từng có nhiều liên hệ với Man United khi còn ở Dortmund, nhưng rốt cuộc ông ấy đã chọn Liverpool. Vậy Klopp có phải là hình mẫu mà Man United nên hướng tới? Một vị huấn luyện viên không có được thành công ngay lập tức và được cho thời gian để xây dựng đội bóng, để rồi thành quả chính là Liverpool hùng mạnh của ngày hôm nay. Tôi nghĩ chúng ta đã từng nói về vấn đề này rồi. Điều tương tự cũng diễn ra tại các câu lạc bộ khác như Dortmund hay Mainz 05. Jürgen nâng tầm cả đội bóng, không chỉ trên sân cỏ mà còn là cả câu lạc bộ. Đó chính là cốt lõi trong việc quản lý bóng đá hiện đại. Ông ấy rõ ràng là một trong những huấn luyện viên hàng đầu, không chỉ ở hiện tại mà trước đó cũng thế. Đó có phải là hình mẫu không ? Tôi không biết, nhưng những thứ diễn ra ở đó đều được tính toán kỹ càng. Trong năm đầu tiên sau 8 đến 9 trận đầu, Liverpool xếp thứ 8 với chỉ 1,6 điểm trung bình mỗi trận. Sau đó họ đã điều chỉnh, mua bán chính xác và xây dựng một đội hình tốt. Đó là lý do Liverpool ở vị trí hiện tại. Liverpool đang ở trong một giai đoạn có lịch thi đấu căng thẳng. Liệu đó có phải là một yếu tố ảnh hưởng tới diễn biến trận đấu ngày mai hay không? Nó sẽ phụ thuộc vào chúng tôi. Cả đội sẽ hành quân tới đó với mục tiêu là 3 điểm. Bất kể Liverpool đang trong một hoàn cảnh như thế nào. Sau tuần vừa rồi, những kết quả giúp chúng tôi ở lại cuộc đua top 4. Nhưng để hoàn thành nó thì chúng tôi gần như sẽ phải thắng mọi trận đấu còn lại. Khởi đầu là cuộc đối đầu ngày mai. Tôi biết với đa số mọi người, chúng tôi là đội cửa dưới, nhưng cả đội biết rằng nếu chúng tôi nâng tầm chất lượng chơi bóng và trình diễn tốt ở sân Anfield thì vẫn sẽ có cơ hội để giành được 3 điểm. Đó sẽ là tham vọng và mục tiêu của chúng tôi vào ngày mai. Về câu chuyện huấn luyện viên mới, ông có biết khi nào thì câu lạc bộ sẽ có quyết định chính thức về tân huấn luyện viên trưởng không? Tôi không biết, đó là vấn đề của câu lạc bộ và ban lãnh đạo. Và ngay khi có gì đó để thông báo, họ sẽ ngay lập tức đưa ra thông cáo chính thức. Nhưng hiện tại thì nó không liên quan tới công việc hiện tại của đội là chuẩn bị cho các trận đấu. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng cả đội sẽ cần giành gần như tối đa điểm ở các trận đấu còn lại. Các đội khác đang đánh rơi điểm, nhưng chúng tôi cần tập trung vào chính bản thân và giữ được sự ổn định. Đến cuối cùng, đội nào quyết tâm nhất sẽ có được vị trí thứ tư. Paul Pogba đang trong tháng Ramadan và Ole từng gặp vấn đề với điều này khi Paul từ chối thi đấu vì nhịn ăn. Với trận đấu ngày mai, ông có kế hoạch nào để Paul Pogba có thể tìm được quãng nghỉ và ăn không? Không. Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp, Paul đã quen và có thể tự xử lý vấn đề đó. Thật ra tôi chưa trao đổi với Paul về chuyện đó, nhưng tôi nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng tới màn trình diễn hay hiệu suất thi đấu của Pogba. Thực chất ông có biết về việc Paul nhịn ăn không? Có, tôi có biết, tôi chỉ không nói chuyện với cậu ấy về vấn đề này. Và như tôi đã nói, nó sẽ không ảnh hưởng tới Paul ở trên sân. Ngoài ra bên phía Liverpool, tôi biết Ibrahim Konate
cũng thực hành tháng lễ Ramadan do cậu ấy từng ở Leipzig. Sau trận gặp Norwich, ông giải thích rằng có nhiều vấn đề của đội bóng ông không có đủ thời gian để giải quyết và khắc phục. Với việc Fred và McTominay nhiều khả năng sẽ không trở lại, ông sẽ làm gì để bù vào những thiếu sót đó? Như tôi đã nói, chúng tôi cần kết dính hơn và tìm ra sự cân bằng giữa việc kiểm soát bóng và phòng ngự khi không có bóng. Chắc chắn chúng tôi sẽ cần thi đấu mạch lạc hơn, quyết liệt hơn và chủ động hơn. Nhưng ngoài ra, vẫn phải tập trung phòng ngự chắc chắn. Đó là điều cả đội cần thể hiện ngày mai khi đối đầu với Liverpool, đội bóng hàng đầu châu Âu về mặt tạo cơ hội. Chúng tôi sẽ cần chơi một trận đấu cực kỳ tốt, phòng ngự thật chắc chắn, nhưng đồng thời cũng cần một đội hình và cách tiếp cận hợp lý để uy hiếp khung thành đối phương. Về phía Liverpool, huấn luyện viên Jurgen Klopp mở đầu cuộc họp báo bằng những chia sẻ liên quan đến sự kình địch giữa Liverpool và United. Ông nói, đó là một trận đấu lớn, hai câu lạc bộ lớn nhất thế giới, tôi sẽ nói như vậy. Có thể ở Tây Ban Nha người ta sẽ nói khác nhau, nhưng hai trong số những câu lạc bộ lớn nhất thế giới chắc chắn phải đối đầu với nhau. Lịch sử rộng lớn xung quanh, những trận chiến lớn trong quá khứ, những trận chiến lớn kể từ khi tôi ở đây. Chúng tôi đã thua những trận đấu kỳ lạ trước United và phải mất một khoảng thời gian cho đến khi chúng tôi có thể giành chiến thắng ở đó. Tất cả những điều này thật ấn tượng. Chúng tôi phải học cách đối phó với nó. Một số cầu thủ phải học cách đối phó với nó vì nó có ý nghĩa như thế nào đối với họ. Nhưng ok, bây giờ là lần thứ 13 tôi gặp họ và chúng tôi lẽ ra phải học được điều đó. Chúng tôi đã có đủ thời gian để làm điều đó. Lần này lại là một trận đấu cực kỳ quan trọng đối với cả hai đội. Điều đó nói lên tất cả. Cả hai đội đều đang chiến đấu để giành suất tham dự Champions League vào năm sau hoặc hơn thế nữa. United rõ ràng đang ở trong tình thế khó khăn. Tôi nghe nói họ không quá hài lòng với màn trình diễn mà là kết quả. Và kết quả từ các trận đấu khác đã mở ra cơ hội một lần nữa cho hy vọng Champions League. Và đó là Man United mà chúng ta sẽ phải đối mặt bây giờ. Họ sẽ cố gắng và chúng tôi phải đảm bảo rằng nếu họ muốn giành quyền tham dự Champions League, họ phải làm điều đó mà không có điểm số từ phía chúng tôi. Nhưng từ bây giờ đến lúc đó, một 90 phút căng thẳng, có thể là 95 phút sẽ phải diễn ra. Về phong độ trồi sụt gần đây của Mo Salah, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết thêm. Đó là điều bình thường mà một cầu thủ như Salah phải trải qua. Chúng tôi đã đề cập đến tất cả những yêu cầu về thể chất mà cậu ấy phải đối mặt trong vài tháng qua, nên điều đó là hoàn toàn bình thường. Tôi thích cậu ấy trong trận gặp Man City khi cậu ấy đã chơi tuyệt hay. Chuyện cậu ấy ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian. Cậu ấy vốn dĩ ở rất gần việc lập công trong vài khoảnh khắc và thời điểm đó chắc chắn sẽ đến. Cuối cùng, về những thay đổi mà anh ấy đã quan sát thấy ở United dưới thời Rangnick, Klopp cho biết. Thực ra tôi không muốn nói về điều gì cả. Tôi nghĩ Ralf đã cố gắng tổ chức đội, chính là như vậy, mang lại một cấu trúc với đội hình mà bạn có. Đó là những gì ông ấy đã làm. United chơi một số trận thực sự rất hay, nhưng vì đó là United, ngay cả khi bạn giành chiến thắng trong các trận đấu, thì đó vẫn chưa khiến tất cả hài lòng. Vì vậy rất khó để đạt được một số động lực, tôi có thể tưởng tượng ra điều đó. Nhưng họ để thủng lưới ít bàn hơn và ngay cả khi mất điểm, thì bạn phải biết rằng họ đứng thứ 5, đó là vị trí của một đội chất lượng. Bạn có thể thấy Tottenham đang bay cao trong thời điểm này và sau đó sa sút một chút vào cuối tuần, nhưng chất lượng mà họ có là đáng kinh ngạc. Chelsea thì rất mạnh. Tất cả chúng tôi vẫn đang chiến đấu để giành quyền tham dự Champions League vào năm sau và Man United cũng nằm trong nhóm đó. Điều đó nói lên rất nhiều điều về chất lượng mà họ có. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!